Chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình toán 12 trên trang học trực tuyến olm.vn. Buổi học hôm nay chúng ta cùng chuyển sang chương thứ 6. Bài đầu tiên của chương này đó là xác suất có điều kiện. Đầu tiên, cô sẽ nhắc lại một vài kiến thức trọng tâm của bài học này. Cho hai biến cố A và B, xác suất của biến cố A tính trong điều kiện biến cố B đã xảy ra được gọi là xác suất của A với điều kiện B ký hiệu như sau và xác suất có điều kiện được tính như sau xác suất của a với điều kiện b sẽ bằng xác suất của a nhân b trên xác suất của b và từ công thức này cô sẽ rút ra được xác suất của a nhân b bằng xác suất của a với điều kiện b nhân với xác suất của b và công thức này được gọi là công thức nhân xác suất nếu như a và b độc lập thì xác suất của a nhân b bằng xác suất của a nhân xác suất của b các em lưu ý là xác suất có điều kiện ngoài công thức được ghi trong sách chúng ta có thể tính bằng cách n của a nhân với b trên n của b dựa vào các công thức vừa đưa ra các em hãy làm bài tập sau cho hai biến cố a và b có xác suất của a bằng 0,6 xác suất của b bằng 0,8 xác suất của a nhân b bằng 0,4 các em hãy kiểm tra tính đúng sai của các phương án dưới đây. Ở phương án đầu tiên, để kiểm tra xác suất của A với điều kiện B, chúng ta sẽ áp dụng công thức xác suất có điều kiện. Cô sẽ được xác suất của A nhân B trên xác suất của B thay số vào là 0,4 chia cho 0,8, kết quả được 0,5. Do đó phương án 1 là phương án đúng. Kiểm tra phương án thứ hai, bởi vì đề bài không cho một dữ liệu nào liên quan đến B ngang nên thay vì tính trực tiếp cô sẽ tính phần bù của nó, tức là xác suất của B ngang với điều kiện A sẽ bằng 1 trừ đi xác suất của B với điều kiện A. Tiếp theo cô sẽ áp dụng công thức xác suất có điều kiện, chúng ta được xác suất của B với điều kiện A bằng xác suất của A nhân B trên xác suất của A. Thay số vào, chúng ta được 0,4 trên 0,6 và bằng 2 phần 3. Từ hai điều này dẫn đến xác suất của B ngang với điều kiện A bằng 1 phần 3. Vậy phương án 2 là phương án sai. Chuyển sang phương án thứ 3. Ở phương án 3, cô sẽ áp dụng quy tắc nhân xác suất thì xác suất của a ngang nhân b bằng xác suất của a ngang với điều kiện b nhân với xác suất của b và xác suất của a ngang với điều kiện b thì lại bằng một trừ đi xác suất của a với điều kiện b nhân với xác suất của b thay số vào chúng ta sẽ được 0,5 nhân với 0,8 và kết quả bằng 0,4 vậy phương án 3 cũng là phương án sai chuyển sang phương án thứ tư thì xác suất của a hợp với b chúng ta sẽ áp dụng công thức cộng xác suất sẽ được xác suất của A cộng với xác suất của B trừ đi xác suất của A nhân B. Thay số vào, chúng ta sẽ được là 0,6 cộng 0,8 trừ đi 0,4 và kết quả bằng 1. Vậy phương án thứ tư là phương án đúng. Chuyển sang dạng toán thứ hai. Những bài toán thực tiễn vận dụng công thức xác suất có điều kiện. Bài tập đầu tiên. Một hộp chứa 8 bi trắng Hai bi đỏ lần lượt bốc từng bi, giả sử lần đầu tiên bốc được bi trắng, xác suất lần thứ hai bốc được bi đỏ là Thì ở dữ liệu bài toán đã cho, chúng ta có hai đối tượng, đó là lần đầu bốc được bi trắng và lần thứ hai bốc được bi đỏ, nên cô sẽ gọi biến cố B là lần 1 bốc được bi trắng và A là biến cố lần 2 bốc được bi đỏ. Bài toán yêu cầu tính xác suất lần thứ hai bốc được bi đỏ với điều kiện là lần đầu tiên bốc được bi trắng thì hiển nhiên đây là xác suất có điều kiện nên chúng ta cần phải tính xác suất của A với điều kiện B và áp dụng công thức cô sẽ được xác suất của A nhân B trên xác suất của B và xác suất của A nhân B chính là xác suất để cho lần đầu bốc được bi trắng và lần 2 bốc được bi đỏ và cô sẽ được 8/10 nhân với 2/9 Ở đây tại sao lại là 8/10 nhân với 2/9 thì để lần đầu bốc được bi trắng xác suất của nó sẽ là 8 bi chia cho tổng số bi là 10 bi sau khi đã bốc được bi trắng trong hộp của chúng ta chỉ còn lại 9 viên bi nên xác suất để bốc được bi đỏ sẽ là 2/9. Và cuối cùng sẽ chia cho xác suất của B là chia cho 8 phần 10, chúng ta được kết quả 2 phần 9. Chuyển sang bài tập thứ hai Một sinh viên làm hai bài tập kế tiếp, xác suất làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8. Nhưng nếu làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Xác suất để làm đúng ít nhất một bài là Chúng ta cùng phân tích đề bài thì hai đối tượng mà đề bài đã đưa ra đó chính là làm đúng bài thứ nhất và làm đúng bài thứ hai. Do đó cô sẽ gọi A1 là biến cố làm đúng bài 1 và A2 là biến cố làm đúng bài 2. Từ cách gọi ở trên chúng ta sẽ có được xác suất để làm đúng bài thứ nhất chính là P của A1 và bằng 0,7. Nếu như làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8. Đây chính là xác suất có điều kiện với điều kiện là làm đúng bài thứ nhất nên cô sẽ có được P của A2 với điều kiện A1 bằng 0,8. Tương tự, nếu làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Vậy thì điều kiện ở đây là làm sai bài thứ nhất nên cô sẽ có được. P của A2 với điều kiện A1 ngang bằng 0,2. Và đề bài yêu cầu chúng ta tìm xác suất để làm đúng ít nhất một bài. Thì để làm đúng ít nhất một bài chính là biến cố A1 hợp với A2. Vậy chúng ta cần tính xác suất của A1 hợp A2. Nếu như chúng ta tính trực tiếp xác suất này, cô sẽ được P của A1 cộng P của A2 trừ đi P của A1 nhân A2 Tuy nhiên, nếu như áp dụng trực tiếp thì xác suất của A2 chúng ta sẽ không tính được, bởi vì xác suất của A2 sẽ liên quan đến A1, nên thay vì tính trực tiếp, cô sẽ tính phần bù của nó, tức là xác suất của A1 hợp với A2 sẽ bằng 1 trừ đi xác suất của A1 nhân A2 ngang. Và để tìm được xác suất của A1 nhân với A2 ngang, cô sẽ áp dụng công thức nhân xác suất. Chúng ta sẽ được 1 trừ đi xác suất của A1 ngang nhân với xác suất của A2 ngang với điều kiện A1 ngang. Vì từ dữ liệu đề bài, chúng ta không có được xác suất của A1 ngang hay xác suất của A2 ngang với điều kiện A1 ngang nên chúng ta sẽ sử dụng phần bù của nó và cô sẽ được 1 trừ đi 1 trừ đi xác suất của A1 nhân với 1 trừ đi xác suất của A2 với điều kiện A1 ngang và thay số vào chúng ta sẽ được 1 trừ đi 0,3 nhân với 0,8 và kết quả bằng 0,76. Chuyển sang bài tập thứ 3. Trong một vùng dân cư, tỷ lệ người nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư phổi là 15%, có 25% số người nghiện thuốc nhưng không mắc ung thư phổi, 50% số người không nghiện thuốc và cũng không mắc ung thư phổi và có 10% số người nghiện thuốc nhưng lại mắc ung thư phổi dựa vào những dữ liệu đã cho các em hãy xét tính đúng sai của các phương án dưới đây đầu tiên cô sẽ gọi a là biến cố người đó nghiện thuốc lá b là biến cố người đó mắc ung thư phổi vậy thì lúc này biến cố a ngang chính là người đó không nghiện thuốc lá và b ngang là biến cố người đó không mắc ung thư phổi và từ cách gọi của cô chúng ta sẽ có được biến cố người nghiện thuốc lá và mắc chứng ung thư phổi chính là A nhân với B, còn biến cố người nghiện thuốc lá nhưng không mắc ung thư phổi chính là biến cố A nhân với B ngang. Tương tự đối với người không nghiện thuốc lá và không mắc ung thư phổi chính là A ngang nhân với B ngang. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có được là xác suất của A nhân với B bằng 15%. Xác suất của A nhân với B ngang bằng 25% và xác suất của A ngang nhân B ngang bằng 50%. Xác suất của A ngang nhân B bằng 10%. Và cô sẽ có tóm tắt đề bài như sau. Dựa vào phần tóm tắt này, các em hãy áp dụng để kiểm tra các phương án bên dưới. Ở phương án đầu tiên, xác suất nghiện thuốc lá trong vùng là 40% thì từ cách gọi của cô xác suất nghiện thuốc lá chính là PA nên chúng ta cần phải tính P của A. Áp dụng công thức tính xác suất, cô sẽ được PA bằng NA trên N omega mà NA thì lại bằng N của A giao B cộng với N của A giao với B ngang. N của A giao B chia cho N omega thì chính là xác suất của A nhân B và n của a giao với b ngang chia cho n omega chính là xác suất của a nhân với b ngang. Thay số vào, cô sẽ được 15% cộng 25% và bằng 40%. Do đó, phương án 1 là phương án chính xác. Chuyển sang phương án thứ hai. Xác suất của một người bị ung thư trong vùng là 20%. Vậy từ cách gọi, phương án thứ hai chúng ta cần phải tính xác suất của b. Tương tự giống như phương án đầu tiên, cô sẽ có được xác suất của B bằng xác suất của A nhân B cộng xác suất của B nhân với A ngang. Thay số vào chúng ta được 15% cộng 10% và kết quả là 25%. Do đó phương án 2 là phương án sai. Chuyển sang phương án thứ 3. Xác suất để một người mắc bệnh ung thư với điều kiện người ấy nghiện thuốc lá là 36%. À, từ câu phát biểu này chúng ta thấy rằng đây chính là xác suất có điều kiện. Với điều kiện là người ấy nghiện thuốc lá, do đó phương án 3 của chúng ta cần phải tính xác suất của B với điều kiện A. Áp dụng công thức tính xác suất có điều kiện cô sẽ được. Xác suất của A nhân B trên xác suất của A. Và xác suất của A chúng ta vừa tính được là 40% ở phương án đầu tiên và thay số vào, cô sẽ được 0,15 trên 0,4 và kết quả bằng 0,375. Do đó phương án 3 cũng là một phương án sai. Chuyển sang phương án thứ tư. Ở phương án thứ tư chúng ta cần phải so sánh xác suất mắc ung thư giữa một người nghiện thuốc lá và một người không nghiện thuốc lá. Thì ở đây cũng là một xác suất có điều kiện. Với điều kiện đầu tiên là người đó nghiện thuốc lá và điều kiện thứ hai là người đó không nghiện thuốc lá nên ở phương án thứ tư này chúng ta cần phải so sánh xác suất của b với điều kiện a và xác suất của b với điều kiện a ngang xác suất của b với điều kiện a chúng ta đã tính ở phương án thứ ba bây giờ cô sẽ tính xác suất của b với điều kiện a ngang cô sẽ được xác suất của b với điều kiện a ngang sẽ bằng xác suất của b nhân với a ngang trên xác suất của a ngang và thay số vào cô sẽ được 0,1 trên 1 trừ đi 0,4 và kết quả là 1 phần 6. Vậy thì từ đây chúng ta có kết luận rằng xác suất của B với điều kiện A sẽ bằng 2,25 xác suất của B với điều kiện A ngang. Vậy phương án thứ tư là một phương án sai. Đây cũng là bài tập cuối cùng của phần những bài toán thực tiễn vận dụng công thức xác suất có điều kiện. Hẹn các em vào buổi học tiếp theo. Yeah